Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, kiếp nạn thứ 82 của xe Xiaomi. Câu chuyện về chiếc Xiaomi SU7 gặp sự cố chỉ sau 39 km đầu tiên khuấy động cộng đồng ô tô Trung Quốc trong tuần qua. Đây không phải là vấn đề đầu tiên mà Xiaomi Auto phải đối mặt kể từ khi ra mắt mẫu xe đầu tiên của mình. Trước đó thì đã có một số người dùng phản ánh về vấn đề sơn bong chóc, má phanh nhỏ và mức phí bảo hiểm cao tương đương xe xăng truyền thống. Mới đây, một sự cố nghiêm trọng hơn đã xảy ra khi mà chiếc SU7 của khách hàng không thể chuyển số và phải gọi xe cứu hộ ngay sau khi rời khỏi trung tâm giao hàng. Đáng lo ngại hơn là Xiaomi và trung tâm dịch vụ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố này. Điều này cho thấy rằng vấn đề có thể nằm ở một lỗi hệ thống lớn hơn, chứ không phải là trường hợp đơn lẻ. Với lịch sử các sự cố thì Xiaomi cần phải hành động nhanh chóng để khôi phục niềm tin nơi khách hàng. Việc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi là nhiệm vụ then chốt nếu như Xiaomi muốn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của mình trong thị trường ô tô điện Trung Quốc. Tin tức tiếp theo, những cải tiến vô cùng đáng giá trên Realme GT Neo 6. Realme mới đây thì vừa chính thức tung ra chiếc GT Neo 6, kế nhiệm của mẫu GT Neo 5 vô cùng thành công trước đó. Và điều đáng chú ý là Realme đã thực hiện những nâng cấp rất đáng kể, đồng thời giảm giá so với thế hệ tiền nhiệm, khiến cho Realme GT Neo 6 trở thành lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung. Trước hết là về thiết kế thì Realme đã tinh chỉnh hoàn toàn, từ bỏ kiểu đèn LED RGB ấn tượng nhưng hơi lộ liễu trên GT 5, thay vào đó là thiết kế thanh lịch, tối giản và bền bỉ hơn với chứng chỉ kháng nước IP65. Điều này sẽ cung cấp một trải nghiệm sử dụng dài hạn hơn cho người dùng. Về cấu hình, máy được nâng cấp lên chip Snapdragon 8S Gen 3 cùng với tùy chọn RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Những thông số này đều cao hơn bản tiền nhiệm, đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm sử dụng mượt mà, đáp ứng nhu cầu hiệu năng của đại đa số người dùng. Pin 5500 mAh cùng sạc nhanh 120W là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác. Với những cải tiến toàn diện về thiết kế, hiệu năng và pin, kết hợp với mức giá khởi điểm chỉ loanh quanh khoảng 7 đến 7,4 triệu đồng, Realme GT Neo 6 xứng đáng là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tầm trung năm nay. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, những báo cáo về EQ 13. Tin tức rò rỉ mới nhất về dòng flagship EQ 13 đã hé lộ một vài thông số đáng chú ý. Theo chuyên gia Smart Pikachu, EQ 13 sẽ được trang bị pin khủng 6.000 mAh, tăng 1.000 mAh so với thế hệ trước, cùng khả năng sạc nhanh 120W, khiến cho việc sạc lại chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 phút, giúp người dùng có thể nhanh chóng trở lại với trạng thái sẵn sàng. Bên cạnh đó còn là con chip Snapdragon 8 Gen 4 mới nhất, đi kèm về cải tiến hiệu năng và khả năng xử lý AI, giúp mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và tối ưu hóa các tính năng thông minh trên thiết bị. Dự kiến thì EQ 13 sẽ có hai biến thể là tiêu chuẩn và Pro. Trong đó, bản Pro sở hữu màn cong 2K cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn sẽ có màn phẳng độ phân giải 1.5K. Dòng sản phẩm này hứa hẹn là lựa chọn rất đáng giá trong phân khúc flagship khi ra mắt vào quý 4 năm nay. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.